khoảng 17 giờ chiều ngày 6 tháng 3, trên sông Sậy La Tiến, thuộc địa phận thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, một người đàn ông điều khiển xe máy đã lao xuống sông dẫn đến tử vong. Người đàn ông được xác minh là ông Nguyễn Văn Trờ, khoảng 52 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa. Nguyên nhân ban đầu xác định do nạn nhân khi tham gia giao thông trên đường trở về nhà đã không làm chủ được tốc độ rồi lao xuống sông Sậy La Tiến dẫn đến tử vong.